Những pha hợp tấn công, đội phản công cho cao thủ Việt Nam. Vẫn còn. Vào! Không thể tin nổi. Trận đấu thực sự mang lại rất nhiều sự phấn khích cho những người xem. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng này. Một pha dứt điểm rất kỹ thuật. Cú bấm bóng của Thành Đạt